vừa gửi gắm những lời chúc tốt đẹp vào dịp Tết đến xuân về, vừa nâng cao ý thức cảnh giác của người dân trong việc giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Thưa quý vị, đây là cách làm mới đang được đồng biên phòng Sông Trăng ở huyện Tân Hưng thực hiện trong những ngày cận Tết vừa qua. Từ những tờ rơi tuyên truyền về pháp luật an ninh biên giới, thì Tết năm nay, đồn biên phòng Sông Trăng đã cho in mới tấm thư ngõ như thế này. Từ những dòng cảm ơn trước sự quan tâm hỗ trợ của bà con, đến những lời chúc năm mới đầy hạnh phúc và bình an, đã khiến cho nhiều cư dân biên giới cảm thấy thật ấm lòng khi tiết xuân gần kề. Những lời chúc Tết của cán bộ anh em, cán bộ lại cho chúc Tết thì cũng đáng quý. Hai nữa là những cái lời tiên truyền mà mình để phòng chống những mà tội phạm, những an ninh trật tự của địa phương cho nhân dân mình ăn Tết vui vẻ hơn. Đơn chị đã cho in khoảng 2.000 tấm thư ngõ như thế này để trao đến tận tay các hộ dân ở biên giới. Ngoài những lời chúc, lời cảm ơn đến bà con, thì kèm vào đó là những số điện thoại của cán bộ chiến sĩ phụ trách địa bàn để bà con có thể liên lạc khi có việc cần, nhất là các vụ việc về an ninh trật tự. Chúng tôi phát hành cái này thì từ trong thời gian cách tế, trước tết tới khoảng tầm 10 ngày thì chúng tôi sẽ tổ chức cho bộ đội xuống dân để vừa đón tết vừa tổ chức tuyên truyền vận động và đồng thời đi phát tờ rơi và cũng lên cái thứ ngỏ thứ chúc mừng hơn cả lời chúc chân tình cho một cái tết yên vui hạnh phúc thì hoạt động này còn giúp cho bà con hiểu hơn về công việc của những người lính quân hàm xanh để từ đó luôn sát cánh với nhau trong việc bảo vệ quê hương bờ cõi của tổ quốc